Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lời Chúa nói với chúng ta rằng ở đâu có thần của Ngài ở đó có sự tự do. Tôi rất ước ao Hội Thánh chúng ta có được sự tự do và phải bảo vệ sự tự do đó. Không phải chỉ sự kiểm soát trong tổ chức, trong cách làm việc Hội Thánh, mà còn cả sự tự do trong tâm trí của chúng ta nữa. Tôi ước ao cho những buổi nhóm của chúng ta tại đây, bởi vì không còn sự kiểm soát nữa, cho nên chúng ta cần có sự tự do, có những bài hát, có những sự làm chứng, có những điều mà chúng ta có thể dâng sự vinh hiển lên cho Ngài. Hãy nhớ, sự tự do không đồng nghĩa với luông tuồng, sự tự do không đồng nghĩa với cái không có trật tự. Chợ đó là nơi không phải là tự do, chợ là nơi luông tuồng, ở đó không có một trật tự nào hết. Nước Đức là một quốc gia tự do, nhưng nó có trật tự. Trật tự thì mới mang tới sự tự do. Anh chị em đi xe ô tô thì biết được đấy, vì chúng ta biết được luật rất là chặt giao thông, cho nên bạn được tự do phóng xe mà không sợ kẻ khác đâm vào xe bạn. Sự tự do của những cầu thủ đá bóng như Đức và Đạt là người trong đội bóng đá bóng thì biết được rằng khi có luật trong trận đấu thì mới tự do dê dắt và đá bóng. Còn đi về làng và đá bóng đó thì không dám tự do đá, bởi vì cái kiểu tự do của làng là gãy chân. Bởi vậy cho nên đừng nghĩ tự do với hỗn loạn giống nhau. Trật tự không đồng nghĩa với kiểm soát, những luật lệ không đồng nghĩa với kiểm soát. Kiểm soát là một tà linh, nó làm cho người ta luôn sợ hãi và run rẩy, đầu bị thụ động, giống như bị thôi miên vậy. Nó bắt con người khác phải làm theo ý muốn và sự hướng dẫn của nó, và bẻ gãy ý muốn cá nhân của từng người một. Thật ra đừng nghĩ rằng sự tự do có nghĩa là loạn 12 sứ quân. Tự do nó khác với hỗn loạn, trật tự nó khác với lại sự kiểm soát. Thật ra xin Chúa cho Hội Thánh của Chúa tại đây, chúng ta thật sự được tự do qua lời của Ngài, tự do khi nhận biết chân lý. Và bắt đầu từ đó, có nhiều người họ hét và bắt Hội Thánh phải phát triển. Cái đó không đúng. Tôi không nắm đầu hai con trai tôi mỗi buổi sáng và nói rằng lớn nhanh, lớn nhanh, lớn nhanh. Không. Cái hạ lệnh và túm đầu kéo nó ra khỏi thân thể nó đó, không làm cho nó lớn lên được. Muốn cho con của mình lớn và phát triển, hãy tạo một bầu không khí trong gia đình thật đầm ấm và nuôi cho con của mình đủ chất. Và chỉ cần hai điều như vậy thôi là con của chúng ta tự khắc lớn lên về thể xác và lớn lên trong cả tâm trí nữa. Amen. Thế ra Hội Thánh của chúng ta tại đây cũng cần phải phát triển hai lĩnh vực đó. Một, bầu không khí trong Hội Thánh được tự do và cởi mở. Điều thứ hai, thức ăn thuộc linh thật là ngon và bổ và đúng thời điểm để cho chúng ta được phát triển. Bỗng nhiên khi ăn no, được thỏa mãn, tôi nói thật chứ không ép ai đâu, mà tự nhiên yêu quá cho nên không thể nói về Chúa Giêsu được, phải nói ra đang yêu. Mà nếu mà người ta dán băng dính vào miệng của tôi mà đang yêu, tôi sẽ nói bằng mắt, tôi sẽ nói bằng cử chỉ, tôi sẽ nói bằng tai. Bởi vậy cho nên tình yêu không ép buộc được. Amen. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài, mà đề tài này rất là quan trọng. Nó là một phần đầu tiên, nó có tên lạm dụng thuộc linh. Một vị mục sư Baptist bên Mỹ đã nói rằng đây là thời điểm cuối cùng. Thầy ra đã hô hào 900 tín đồ của mình vào một nhà thờ và sau đó tự sát tập thể. Ông ta đã lạm dụng thuộc linh, lạm dụng uy quyền trên tín đồ của mình. Thì ngày hôm nay mỗi chúng ta, bạn cần phải biết lời Chúa để không một người nào kể cả tôi lạm dụng thuộc linh và uy quyền trên bạn được. Bạn là một tạo vật trước mặt Chúa bình đẳng với giá trị như tôi. Bởi vậy cho nên bạn cần phải biết lời của Chúa để không ai lừa dối chúng ta được.
tôi tại sao lại giảng cho bạn điều này? Bởi vì nó có lợi cho tôi nữa. Khi bạn biết được điều đó, nếu tôi có làm sai, bạn giúp tôi chỉnh lại để cho tôi không đi xuống hỏa ngục. Phaolô nói, tôi đối xử với xác thịt của tôi nghiêm khắc để những kẻ nghe tôi được cứu và tôi cũng được cứu nữa. Còn nếu tôi có toàn quyền vô đối thì xác thịt của tôi sẽ lợi dụng toàn quyền vô đối đó để làm những điều sai trái. Rồi sau này tôi được cả thế gian trên đất này, nhưng linh hồn tôi bị hủy diệt thì phẩm có ích gì cho tôi? Không, tôi cũng cần phải được bảo vệ linh hồn của tôi chứ. Kinh Thánh Roma đoạn 13 câu 1 câu 2. Xin lỗi ban kỹ thuật, bởi vì hôm nay tôi đi xe bus từ Dresden về, thấy ra không kịp đưa câu Kinh Thánh. Roma đoạn 13 câu 1 câu 2. Xin chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này. Đây là một câu Kinh Thánh phổ thông mà rất nhiều những người họ sử dụng câu này để ép buộc những người tín đồ của mình, và họ hay sử dụng câu này lạm dụng thuộc linh trên người khác. Đừng nói, đừng nghĩ và đừng suy luận tôi đang dùng lời Chúa để đập ai. Lời Chúa nói Roma đoạn 13 câu 1 câu 2, mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Đây là câu Kinh Thánh vô số nhiều người đã sử dụng nó để bao che cho quyền của mình và hết thảy những người phía dưới phải vâng phục. Hãy để ý lại câu Kinh Thánh nhé. Lời Chúa dạy rằng mọi người phải vâng phục những người cầm quyền trên mình. Những người cầm quyền trên mình là những người ở phường, ở xã, ở trong chính quyền. Những người cầm quyền trên mình là cha mẹ của mình. Những người cầm quyền trên mình là cô giáo, thầy giáo. Những người cầm quyền trên mình là trưởng nhóm tế bào và những người mục sư, trưởng lão. Những người có quyền ở trên mình. Và lời Chúa nói rằng mọi người phải vâng phục. Khó nhỉ. Mà rõ ràng lời Chúa nói rằng mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Người ta hay dừng lại ở đây và không đọc tiếp. Câu sau mới là câu quan trọng. Vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Như vậy có nghĩa là mỗi một người có một quyền trên người khác, nhưng trên ông ta còn có quyền nữa. Thế ra khi ông ta sử dụng quyền trên người khác mà không đúng với quyền đã định ở phía trên thì ông ta đã lạm dụng uy quyền. Người ta hay chỉ dùng câu Kinh Thánh mọi người phải vâng phục những người cầm quyền trên mình, mà quên mất rằng ông ta và người đó cũng phải vâng phục một quyền tuyệt đối mà chính đấng đó cao hơn đã ban cho ông ta cái quyền trên những người khác. Nếu ông ta không vâng phục quyền trên đó thì làm sao người dưới vâng phục quyền ông ta được? Khi một thầy đòi đến gặp Chúa Giêsu nói rằng Chúa Giêsu ơi, tôi có một đầy tớ tôi bị ốm, Ngài hãy đến nhà tôi chữa lành. Mọi người nhớ câu chuyện đó chưa? Chúa Giêsu nói ta đến, và Chúa chuẩn bị bước về phía đó thì người thầy đòi nói stop, dừng lại, ở phía dưới tôi có lính, trên tôi có tướng, tôi chỉ cần ra lệnh cho lính của tôi đi là nó đi, ở thì nó ở. Thầy ra ngài chỉ cần phán một lời thôi thì đứa đầy tớ tôi cũng đủ được lành. Chúa nói ô, người thật có đức tin lớn. Tại sao? Đức tin của ông ta nằm ở chỗ ông ta biết vị trí của mình, ông ta ở dưới ai và ở trên ai. Và ông ta nói rằng Chúa, tôi biết được ngài ở dưới ai và trên ai. Thành ra ngài chỉ cần phán một lời, ngài không phá trật tự uy quyền. Khi một người phá trật tự uy quyền thì lời của ông ta cho người phía dưới không còn có uy quyền nữa. Và uy quyền đó được xây dựng trên lời của Đức Chúa Trời. Vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Đức Chúa Trời. Đây là lời của ngài. Câu Kinh Thánh thứ hai, Philip đoạn 2 câu 13. Phải chăng chúng ta cần phải đọc câu này nhiều hơn và viết ra trên giấy treo trên tường nhà mình để nhớ? Philip đoạn 2 câu 13.
Vì ấy chính Đức Chúa Trời. Hãy nhắc lại cùng tôi, chính Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời. Chà, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động. Hãy nhắc lại cùng tôi từ cảm động. Cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Đây chính là điều mà hỡi những bậc phụ huynh, hỡi những người vợ, những người chồng, khi muốn chồng mình tin Chúa hoặc con cái mình đến hội thánh thì hãy học câu kinh thánh này. Ra lệnh dễ hơn nhiều so với cảm động lòng người khác. Tôi là mục sư 21 năm rồi. Tôi hiểu được điều tôi đang nói. Ra lệnh cho một người, ra lệnh cho con của mình, ra lệnh cho vợ của mình dễ hơn nhiều, nhưng sự thật nó không mềm. Còn cảm động lòng con người, tôi muốn bạn tương lai sẽ là người lãnh đạo, bạn tương lai sẽ là giáo sĩ, là mục sư, là người lãnh đạo trên người khác, hãy học nguyên tắc của Chúa Giêsu. Vì chính Đức Chúa Trời cảm động lòng chúng ta, người lãnh đạo tốt là người mà khiến cho một người vui lòng làm điều mà trước đó anh ta không muốn làm. Dạ. Tại sao chúng ta lại phải dùng lệnh? Hay là vì chúng ta đã cảm nhận được lời chúng ta không còn uy quyền nữa, uy tín không có nữa, cho nên phải mượn tạm uy quyền để làm cho kiểu mì ăn liền? Tại sao chúng ta không trò chuyện nhiều hơn với vợ của mình, giải thích cho vợ biết chương trình của chúng ta phải làm gì? Nếu thực sự nó là ý tốt thì hãy giải thích tác dụng của nó để cho vợ hiểu. Vì chính Đức Chúa Trời, Ngài cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài, tha mất nhiều thời gian để cảm động lòng người khác, trò chuyện để thuyết phục người ta còn hơn hạ lệnh. Nếu Chúa làm như vậy thì tại sao chúng ta lại phạm luật? Chúa thừa biết được hỏa ngục kinh hoàng như thế nào, Chúa thừa biết rằng thiên đàng vì Ngài đã từng ở đó tuyệt vời ra làm sao. Thế mà ngay cả chuyện bạn lựa chọn xuống địa ngục hay thiên đàng, Ngài cũng không ép bạn nữa cơ. Các con có ai dịch cho các con không? Hôm nay không có ai dịch đúng không? Làm sao có tai nghe, các con nghe tiếng Việt tốt, hiểu được không? Chúng ta thiếu nhiều công việc lắm, sắp tới cần phải nhiều công việc khác nhau. Nếu chúng ta cần phát triển hội thánh 1.000 người, phải phát triển rất nhiều khía cạnh. Bởi cho nên nếu Chúa Ngài không ép chúng ta thì đừng một người nào tại đây ép. Thật ra đã rất lâu, nhiều năm rồi, trong những kỳ huấn luyện nhân sự tại Berlin, tôi nói rằng hội thánh tại Berlin này không cần và không nên và không được quyền dùng từ phải. Chúa luôn luôn dùng từ hãy, cũng thức mệnh lệnh đó, nhưng từ hãy theo ta khác với từ phải theo ta. Phải đó là dành cho những người học sinh bị cô giáo kỷ luật, phải có mặt ở trường, hoặc giám thị cho những tù nhân bây giờ mất tên chỉ còn số thôi, số tù 73 có mặt ở trường. Còn từ hãy cũng là một thức mệnh lệnh, nhưng kêu gọi người ta để người ta có quyền từ chối hay đi theo. Phải không có sự lựa chọn, phải làm theo. Còn hãy, bạn có quyền dừng lại không đi theo. Bởi vậy cho nên hỡi con cái Chúa, hãy có cách để giúp con của bạn, giúp chồng của bạn, giúp những người ở trong nhóm tế bào của bạn đi theo bạn, mà không phải dùng luật, không phải dùng mệnh lệnh. Phải. Amen. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Có 3 điều và chúng ta không được quyền xâm phạm vào 3 quyền tể trị này. Lắng nghe này, nếu bạn phạm vào 3 điều này thì bạn đang lạm dụng thuộc linh hay lạm dụng uy quyền trên người khác. 1, Đức Chúa Trời có quyền tể trị tuyệt đối. Bạn và tôi không được quyền đứng vào vị trí của Ngài. 2, lời kinh thánh tuyệt đối là chân lý. Bất cứ một lời nào sai với kinh thánh, chúng ta không được quyền và không nghe theo. 3, lương tâm của mỗi một người tại đây rất là quan trọng. Không ai được quyền bẻ gãy lương tâm và bắt người ta phải làm một điều trái với lương tâm của họ. Đó là 3 điều tôi muốn chia sẻ trong thời gian ngắn tại đây. Mọi người sẵn sàng chưa? Bài giảng hôm nay hơi nặng một chút, nhưng nó sẽ giúp chúng ta biết phân biệt được cách làm việc của nhiều những con người khác nhau, và đâu là người theo đúng kinh thánh, và đâu là người mà làm việc từ bụng của mình.
Điều đầu tiên, quyền thể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 4, câu số 18, câu 20. Khi sứ đồ Giăng và Phêrô giảng tin lành, người bại liệt được chữa lành và bước đi chạy, và bắt đầu người ta tu tập trở lại. Chúa Giêsu, ông Phêrô đã giao giảng Giêsu người Nazareth. Họ bắt hai con người này đánh đập và cấm. Họ bèn đòi hai người vào rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giêsu mà nói hay là dạy. Nhưng Phêrô và Giăng trả lời rằng: chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hay là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Câu 20. Vì về phần chúng tôi không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Hãy vâng phục người cầm quyền. Nhưng nếu như cái lời của người cầm quyền đó chống nghịch lại với lời của Kinh Thánh, chống nghịch lại cái gì mà Chúa phán với bạn, thì tất nhiên chúng ta phải lựa chọn vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời con người. Amen. Khi bố mẹ tôi nói phải bỏ Chúa Giêsu, hoặc chọn một trong hai, hoặc gia đình hoặc Chúa Giêsu, tôi nói rằng không thể chọn một trong hai được. Cả hai đều có, cả hai đều yêu con, và con yêu cả hai. Nhà tôi đã từ chối con, mày không còn là con của gia đình nữa. Tôi nói đó là việc bố mẹ. Nói như vậy, nhưng đối với con, bố mẹ luôn luôn và mãi mãi là bố mẹ của con, và Giêsu sẽ luôn luôn và mãi mãi là Chúa của con. Cái giá trả mất 4 năm, năm 92 cho đến năm 96, và cho đến bây giờ hoàn toàn được thay đổi. Bạn ơi, nếu như đến lúc bạn bị đặt vào tình huống hoặc vâng lời con người hay vâng lời Đức Chúa Trời, thì hãy nói với họ rằng tôi thà vâng lời Đức Chúa Trời. Amen. Vì Chúa Giêsu nói có rất nhiều kẻ thời kỳ cuối cùng tự xưng mình là Chúa Giêsu, tự xưng mình là Đấng Christ để lừa dối nhiều kẻ, đặt mình ngang hàng với Chúa Giêsu, chứ không phải là không có đâu anh chị em. Có nhiều khi bạn cũng bị lừa đấy anh chị em. Lấy ví dụ, bạn nhìn thấy con trai của bạn, ví dụ như Việt là con trai tôi, tôi muốn nó làm một việc gì đó, nói mãi nó không chịu nghe. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy nói: Việt, bố nói với con, chú phán với bố rằng con phải làm việc đó. Sự thật là chả phải chú phán, mà tôi phải nghĩ ra lấy cái chú phán đó để ép con trai tôi phải làm điều mà tôi muốn nó. Mọi người hiểu tôi đang nói không? May mà nó ngồi im, chứ bình thường mà nó biết lời Chúa, nó nói rằng là nếu như vậy mà chú phán cho bố về con, tại sao lại không phán cho thẳng cho con luôn mà phải qua phiên dịch như vậy. Nếu mà chú phán với bố đó thì bố tự đi mà làm. Còn nếu mà chú phán với bố cho con đó thì sao? Chú phán thẳng với con. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Thế mới lạ. Bởi vậy cho nên hãy cẩn thận, đừng lợi dụng danh của Chúa mà bạn phạm thượng đấy. Bạn đứng vào vị trí của Ngài và tự nghĩ ra Chúa phán, vì lời của bạn không còn có uy quyền nữa. Bạn phải mượn một uy quyền khác, mạo danh để ép người khác theo ý của bạn. Nguy hiểm vô cùng, và vô cùng nguy hiểm. Quyền tể trị là Đức Chúa Trời. Ngài không chia sẻ sự vinh quang và vinh hiển cho ai hết. Đừng thờ thần tượng. Đó là điều đầu tiên, quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Thứ hai, Kinh Thánh chân lý tuyệt đối. Sách Galati đoạn 1 câu 7 đến câu 10. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì chúng ta cần phải bảo vệ tin lành. Không phải tin lành không tự bảo vệ được nó đâu. Nhưng khi chúng ta công bố tin lành chân thật, thì những kẻ mạo tin lành sẽ không còn có đất để mà làm việc nữa. Galati đoạn 1 câu 7 đến câu 10. Phao-lô nói rất là rõ ràng. Bởi vì trong thời kỳ này, bắt đầu hội thánh phát triển của dân ngoại, có rất nhiều hội thánh được mọc lên, mà số lượng người hầu về Chúa thì ít, và chỉ có những thư tín được gửi đi, họ đọc Kinh Thánh theo cứu ước. Thành ra bắt đầu có một số những người dựng lên làm giáo sư giả và mang một loại tin lành khác. Bởi vì Phao-lô đã viết một lá thư Galati cho người Galati ngu muội bị người ta lừa đảo như sau: thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm dối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai
hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem, có nghĩa là đáng bị dứt phép thông công, đáng bị lửa địa ngục nuốt người đó. Đấy này, tôi đã nói rồi, đọc lại câu số 9. Tôi đã nói rồi, lại nói nữa, nhắc đi nhắc lại hai lần. Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Quay trở lại câu 7, câu 8. Câu 8: nếu có ai hoặc chính chúng tôi, wow, Phaolô đấy, sứ đồ đấy, ông nói rằng ngay cả chúng tôi nữa cả, mà đến giảm một tin lành nào khác, bởi vì con người chúng ta đổi thay lắm. Hôm nay giảng đúng chân lý lời Chúa, nhưng vì một cớ nào đó 3-4 năm sau, một sự sa ngã trong tội lỗi, không còn giữ được chân lý. Bởi vì khi mà nói chân lý thì chính chân lý đó sẽ mổ xẻ chính bạn và người nói ra. Họ bắt đầu họ lái chân lý theo một hướng khác để cho lương tâm không bị cáu trách. Ông nói hoặc chính chúng tôi nữa. Các sứ đồ đến giảng trong thành Bê-rê, và Kinh Thánh Công Vụ nói rằng những người tín đồ tại Bê-rê vừa nghe sứ đồ giảng, vừa tra xem Kinh Thánh để xem lời giảng có đúng với lời Kinh Thánh không. Họ không phải là nghi ngờ lời giảng các sứ đồ đâu, nhưng họ muốn có một cái gốc, đó là Kinh Thánh. Thế ra lời Chúa nói rằng hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ ở trên trời. Có nhiều người cầu nguyện ngay cả tôi nữa đấy. Ôi Chúa ơi, hãy cho con nhìn thấy thiên sứ. Chỉ cần một lần nhìn thấy thiên sứ thôi. Chắc là cái đây hai mấy năm trước tôi cầu nguyện như vậy đấy. Chỉ nhìn thấy một lần thiên sứ thôi, con sẽ chọn đời theo Ngài. Mà rõ ràng người đã hứa là Chúa đã đứng sống, trả lời ba câu hỏi sẽ đi theo Ngài chọn đời. Nhưng mà khi mà lúc nãy đức tin rồi, bắt đầu cầu nguyện thoải đủ các kiểu. Xin Chúa cho con một cái dấu, cho trời ngừng mưa một cái, hay là chỗ này ướt chỗ kia mưa, chỗ kia khô thì sẽ đi theo Ngài phán. Đó, xin dấu đấy. Nhiều cái dấu rồi mà cuối cùng là vẫn không làm theo cái điều gì Chúa làm đâu. Sứ đồ Giăng nhìn thấy thiên sứ xuất hiện trong sách Khải Huyền, ông sắp mình thờ lạy. Thiên sứ nói đừng thờ lạy tôi với anh giống nhau. Còn bà Mary Magdalene nhá, đến thăm mộ Chúa Giêsu, hai thiên sứ hiện ra đối với bà không ăn thua. Bà nói rằng các ông, để Chúa tôi ở đâu? Các ông có hiện ra cả binh đoàn cũng không kéo tôi khỏi Chúa Giêsu của tôi đâu. Hay không? Tấm gương như vậy cho anh chị em. Thế mà có rất nhiều người hầu việc Chúa bị một thiên sứ đến lừa. Còn Phaolô thì nói rằng hãy cẩn thận, kể cả thiên sứ sáng láng hiện ra đó, có thể là ma quỷ mạo danh đó. Thật ra tin lành mà được giảng trong quyển Kinh Thánh này, tin lành này này, hãy nghe, hãy đọc, hãy hiểu, để không một người nào lừa được. Anh chị em ơi, đã đến lúc chúng ta quay trở lại với lời Thánh Kinh. Đừng để cho đô la giả lừa chúng ta nữa. Hãy xem đô la thật, vì nó chỉ có một thôi. Thật chỉ có một, không thể có hai cái khác nhau mà nói cả hai đều là đúng. Hoặc một trong hai giả, hoặc cả hai đều giả. Không thể có cả hai đều là chân lý được nếu nó chống đối nhau. Câu Kinh Thánh tiếp theo: những người nào mà bịa ra thêm thì đáng bị anathem. Khải Huyền đoạn 22 câu 18-19. Khải Huyền đoạn 22 câu 18-19, đó là lý do tại sao 20 thế kỷ rồi Kinh Thánh không thêm một đoạn nào nữa. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Bạn ơi, đừng thêm bớt lời Chúa. Và kẻ nào bớt điều gì những lời ở sách tiên tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Hai câu Kinh Thánh này cho chúng ta nhìn thấy 20 thế kỷ qua, quyển Kinh Thánh này đã được đóng dấu, không thêm không bớt. Nó được Đức Chúa Trời hà hơi và nói rằng bắt đầu từ lúc này sách Khải Huyền không thêm vào quyển này nữa. Bởi vậy cho nên bất kỳ một người nào
giảng về một điều gì đó mà không có trong Kinh Thánh thì người đó là người giảng giả mạo. Đó là tin lành giả mạo. Amen. Nếu ai giảng về một Giê-xu mà không giống với Giê-xu của tôi được chép trong 4 sách Kinh Thánh tin lành, không phải là Giê-xu ở trong quyển Kinh Thánh này, thì tôi xin thưa, có thể là một Giê-xu nào khác chứ không phải Giê-xu của tôi. Biết bao nhiêu người có tên là Vượng, nhưng chỉ có một người duy nhất là chồng của bà Chiến thôi. Biết bao nhiêu người có tên là Hùng, nhưng duy nhất chỉ có một người Trần Mạnh Hùng là tôi. Bạn cũng chỉ có một thôi. Bởi vậy cho nên Chúa Giê-xu của tôi và bạn, nếu ai mà họ giảng về một Giê-xu nào khác với Giê-xu này, một tin lành nào khác với tin lành này, thì người đó đáng bị anathem. Amen. Bởi vậy cho nên Kinh Thánh có quyền tể trị tuyệt đối là chân lý. Điều thứ ba là lương tâm. Hãy nhắc lại cùng tôi lương tâm của bạn. Thứ nhất, uy quyền tuyệt đối là Đức Chúa Trời, không ai cạnh tranh với địa vị và vị trí của Ngài. Satan đã từng leo lên và muốn nói tôi làm ngai tôi cao hơn Đức Chúa Trời. Nó đã bị đạp xuống ở dưới đất này. Sự kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Đừng có kiêu ngạo. Amen. Và đừng có kiêu ngạo. Nghe lời tiên tri Chúa nói rằng khi ngươi nhiều người chạy tới, phép lạ dấu kỳ xảy ra, hãy tôn cao danh Giê-xu. Khi người ta khen ngươi, hãy nhớ lại lời hứa của ngươi với ta. Khi ngươi còn nói lắp và nói ngọng, hãy nói rằng tôi là một kẻ cà lâm từ nhỏ và nói ngọng từ năm 9 tuổi, không biết cách ăn nói, để nhắc nhở cho ngươi biết giữ sự đơn sơ từ lúc ban đầu. Quyền tể trị tuyệt đối là Đức Chúa Trời. Hai, lời Kinh Thánh. Hãy so với Kinh Thánh. Ai dạy khác với Thánh Kinh, đừng nghe họ. Điều thứ ba, lương tâm của bạn. Lương tâm có nghĩa là điều gì lương tâm tôi mách bảo phải làm thì tôi sẽ làm điều đó. Bạn nói là ô như vậy khó thật đấy nhỉ. Bây giờ giải thích thế nào để cho biết lương tâm đúng nhỉ? Đơn giản lắm. Ai đã từng được nghe 10 điều răn cho tôi xem nào. Dạ, có 6 điều răn ở phía dưới, 4 điều răn đầu tiên với Đức Chúa Trời, còn 6 điều răn ở phía dưới đó là với con người. Hết thảy 6 điều răn đối với một con người là dựa trên lương tâm của chúng ta đấy. Lương tâm của tôi và bạn có nghĩa là thế này. Nếu bạn không muốn người ta làm cho mình điều gì thì đừng làm điều đó cho họ. Nếu bạn muốn người ta làm cho bạn điều gì thì hãy làm điều đó cho họ trước hết. Lương tâm như vậy đấy. Đừng làm chứng dối. Bởi vì lương tâm của bạn biết được rằng khi người ta làm chứng dối chống lại bạn, bạn buồn, bạn chán, bạn đau khổ, thì bạn đừng làm điều đó cho người khác. Đừng tà dâm, ngoại tình. Bạn không muốn người khác ngủ với vợ của bạn. Bạn không muốn bị phản bội thì bạn đừng làm điều đó với người khác. Lương tâm là như vậy đó anh chị em. Xét lương tâm dễ lắm. Bạn làm cho người ta một điều gì, bạn xui con người ta đừng học đại học, thử đặt câu hỏi xem bạn có muốn cho con của bạn tồi không. Nếu không thì đừng xui con người ta như vậy. Xui người khác bỏ việc để làm việc này việc kia. Họ không có sự sống, không có đủ tiền sống. Bạn thử đặt mình trong hoàn cảnh của bạn có dám làm không. Nếu bạn không dám làm, đừng xui người khác làm. Lương tâm là như vậy đó thôi. Không phải là lương tâm là tôi thích hút thuốc, tôi hút thoải mái, tôi thích uống rượu, tôi uống thoải mái, tôi thích đi lang thang đập hết cửa kính. Đấy không phải lương tâm. Cái đó là sự phạm pháp của xác thịt. Sách Cô-rinh-tô 1 đoạn 8 câu 12 có 3 điều. Dù bạn có quyền thế nào đi chăng nữa, nhưng đừng bao giờ xâm phạm vào 3 điều này. Đức Chúa Trời quyền tể trị tuyệt đối. Lời Kinh Thánh không được bẻ cong và thêm bớt. Điều thứ ba, lương tâm của người khác. Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương tổn, thì là phạm tội cùng Đấng Christ. Phaolô nói, nếu tôi đến một cộng đồng mà ở đó người ta không ăn thịt lợn, vì cớ lương tâm của họ, tôi không ăn thịt lợn. Mọi người hiểu không? Đừng bẻ gãy lương tâm của người khác. Lương tâm là thế này, đức,
Chúa phán với mục sư về con: hãy lấy cô thanh niên Ích Xì làm vợ. Trong cái lòng của Đức không hề yêu, và Đức bảo không, con không yêu người đó, mà tìm cách bẻ gãy cái lương tâm này và ép duyên cho người đó phải lấy người kia. Cái đó là phạm vào lương tâm của người khác. Mọi người hiểu không? Dạ. Cái đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận. Khi chúng ta phạm tội làm cho lương tâm yếu đuối của người khác bị thương tổn thì phạm tội cùng Đấng Christ. Sách Roma đoạn 2 câu 15. Cái này rất là cần phải suy xét nhiều hơn. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu được vấn đề này thì chúng ta mới hiểu được câu Kinh Thánh: vì chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Đó là Ngài đang làm việc trong lương tâm của bạn đấy. Ngài đang cho bạn hiểu rõ tại sao và vì sao cần phải làm việc đó, cho tới khi bạn vừa muốn vừa làm. Muốn ở đây là vừa thích và vừa hành động theo ý tốt đó, làm cho lương tâm của bạn khi làm mà vui, chứ không phải vừa làm vừa bị khiển trách và bị cáo trách. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp. Hãy nhắc lại cùng tôi từ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp. Amen. Luật pháp của Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên tại sao bố mẹ bạn chưa hề đọc Kinh Thánh mà có những điều họ sống trong hôn nhân lại giống luật pháp thế của lời Chúa này? Tại sao có những cái điều mà lương tâm của bạn khi ăn vụng bà lại thấy bị cáo trách? Lương tâm của bạn khi tôi ăn cắp 5 hào để mua bánh đa của mẹ tôi, vật lộn cả mấy tuần trời liền, và chính lương tâm đó tôi đã phải mua một cái bánh đa và cho em tôi 2/3 cái bánh đa đó để cho nó không khai ra. Nó đâu biết gì đâu, nhưng vì lương tâm của tôi không muốn ăn một mình. Và chính cái đó là làm lộ ra tôi ăn cắp tiền của mẹ. Đi xem phim ở sân vận động, mình mang tiền đi mua cái bánh đa, chả nhẽ ăn một mình. Con em ngồi bên cạnh lương tâm cáo trách, tiền nhà mình mà mình đã ăn một mình. Tôi bẻ cho nó 2/3 cái bánh đa. Và bắt đầu từ đó nỗi khổ của tôi mất mấy tháng. Cứ mỗi một lần đến phiên nó phải rửa bát, nó lại ngồi chơi. Tôi bảo đến lượt mày phải rửa bát, nó bảo anh Hùng ơi bánh đa. Tôi lại phải rửa bát. Và cuối cùng tức quá, cứ mỗi lần đến lượt nó rửa bát nó là anh Hùng ơi bánh đa, anh ăn cắp tiền, tôi lại phải rửa bát. Và cuối cùng giang tay tát cho nó một phát và bị bại lộ ăn cắp tiền. Lương tâm làm chứng cho mình về luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng này. Bố mẹ tôi họ chưa biết Chúa Giêsu trước đây, mà mấy chục năm sống trong gia đình, họ sống trong hôn nhân của họ giống như luật pháp dạy bảo vậy. Vợ chồng tương giao thường xuyên với nhau, họ không rời nhau ra, họ luôn luôn bên cạnh nhau, họ không có sự va chạm cãi lộn đâu. Mỗi một cái nan đề họ tự giải quyết mà không cần cho con của họ biết những chuyện bất bình giữa hai con người. Dường như cái điều gì đó từ trong sâu thẳm lòng của họ, lương tâm đó, luật pháp đã ghi ở trong đó rồi. Thành ra anh chị em ơi, hãy cẩn thận, đừng ép một người nào đó làm một việc mà lòng của họ chưa muốn. Hãy đợi thời gian. Amen. Bạn nói rằng nhưng mà nếu không ép thì ai làm bây giờ? Bạn, hội thánh đâu của bạn đâu mà bạn sợ? Không phải đâu của bạn đâu. Nếu không ép người ta đánh đàn và hát thì ai hát đánh đàn bây giờ? Có sao đâu. Nhân đây người vẫn hát được cơ mà. Amen. Bởi vậy cho nên có ba điều. Bạn có quyền gì thì có quyền, nhưng nhớ đừng xâm phạm vào ba điều này. Đừng chen chỗ của Đức Chúa Trời. Đừng thay mặt Đức Chúa Trời để tha tội cho người khác. Nếu ông Vượng hay là ông Cẩn hay ông Trung đến gặp tôi và nói rằng: mục sư ơi, hãy tha thứ tội cho tôi vì tôi cãi nhau với vợ. Tôi bảo ông về ông giải quyết với vợ của ông chứ. Ông phạm tội với vợ thì vợ có thể tha thứ cho ông, còn tôi lấy quyền gì mà tha thứ tội? Mọi người hiểu tôi đang nói không? Chỉ có Chúa là đấng có quyền tha tội cho chúng ta và rửa sạch tội chúng ta mà thôi. Bởi vậy cho nên không được đứng vào vị trí của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, những điều gì mà bạn nói không đúng với Thánh Kinh thì chính bạn phải cẩn thận
nếu không bạn lại bị đánh mất phần thưởng từ trời. Điều thứ ba, hãy để cho người ta được quyền nói không. Hãy giúp cho người ta cảm động lòng họ vừa muốn vừa làm theo ý tốt. Amen. Tôi nhớ lại có một lần Danny hồi đó vừa về Berlin, ăn McDonald's xong có một cái trò chơi lắp hình con rồng, và có một người chị em nói: ô, vứt đi, vứt vào thùng rác, vứt vào thùng rác. Và Danny bảo: không, đây là của Danny, trò chơi của Danny. Và thấy hai bác cháu đang tranh luận với nhau, tôi chạy ra nói: có chuyện gì? Và tôi nhìn thấy và biết được cái nan đề. Tôi bảo: ok, chị để cho tôi nói chuyện với con trai của tôi. Tôi dẫn cùng với vợ tôi, dẫn thằng Danny vào phòng, một cái phòng nhỏ, đóng cửa lại và nói: con đặt cái con này lên trên giường cho ba xem nào. Nó đặt lên trên giường. Tôi nói rằng: Danny ơi, đây là con gì? Nó bảo: con rồng. Tôi bảo: thế ở trong Kinh Thánh con rồng là gì? Là hình tượng của ma quỷ. Và tôi mới nói rằng: con ạ, con không thiếu đồ chơi. Ở nhà con nhiều đồ chơi lắm. Và đây lại là hình con rồng. Nếu ba đó, mà tất nhiên con rồng nó cười kiểu rất là ngộ nghĩnh, nếu ba đó thì ba sẽ vứt nó thùng rác đấy. Nhưng mà ba biết con có thể quyết định được. Hãy suy nghĩ đi, con đâu có thiếu đồ chơi đâu. Thật ra ba biết con có thể suy nghĩ được đúng đắn. Đừng để cho Chúa Giêsu buồn. Và tôi và vợ tôi đi ra, nói chuyện với con trai tôi đi ra ngoài phòng khách, uống bu cà phê với chủ nhà. Và tôi liếc nhìn xem thằng con tôi làm gì. Nó ngồi trong căn phòng đó, cầm con rồng đưa lên tay của nó, nhìn ngắm hồi, ngước lên trên trần. Suy nghĩ cái gì tôi chẳng biết, nó nghĩ cái gì. Nhìn một hồi lại nhìn lên trần, nhìn một hồi lại nhìn lên trần. Sau đó cậu đứng dậy. Tôi đang ngồi với người chủ nhà, cậu ra cậu này: Papa. Tôi biết là chàng đang có chuyện gì rồi. Tôi đi ra bảo: cái gì Danny? Dẫn tôi vào trong bếp. Bác gái đang nấu ăn, cậu ấy bật cái thùng rác. Danny vứt đấy. Vứt thùng rác xong, xô lại tôi bảo: Amen, cảm ơn Chú vì con. Con trai tôi đã vứt vào thùng rác. Và nó đã quyết định, không phải tôi quyết định. Vì sao? Lợi ở chỗ nào? Lợi ở chỗ bố nó đã từng bị ông nó bắt phải vứt đồ chơi. Nhưng khi vứt vì cớ ông của nó, tôi vứt xong, ông vừa ngoảnh đầu đi, tôi thò tay nhặt vứt vào gầm giường. Để khi ông không có nhà, tôi dở ra chơi tiếp. Mọi người hiểu không? Tôi đã phạm thêm một tội nữa là lưu manh, lừa dối. Trước mặt thì vâng lời, nhưng sau lưng chơi kiểu khác. Tôi không muốn con tôi tập tành điều ác như tôi ngày xưa, cho nên tìm cách trò chuyện với nó để nó tự quyết định. Nó suy nghĩ về điều tôi nói chuyện, và khi nó quyết định rồi, nó vứt, nó không bao giờ moi ra làm lại. Ở lâu một chút, nó hơi phiền một chút, nó không được nhanh như mình tưởng, nhưng nó chắc lắm anh chị em. Đừng xâm phạm vào lương tâm của người khác. Amen. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện. Hallelujah. Nếu người ta nói tôi không muốn làm điều này, hãy tôn trọng quyết định. Nếu người ta nói rằng tôi không muốn ở trong hội thánh này, hãy tôn trọng quyết định. Đừng nài nỉ thêm, nấn ná chỉ thêm phiền. DDM, can đảm bước chân lên. Mọi người hiểu không? Cái đó là hoàn toàn tự do, hoàn toàn tự do. Tôi tôn trọng tự do. Và khi anh chị em, những người nào tự do lựa chọn cùng hầu việc, bạn sẽ mang lại bông trái trăm lần hơn. Còn khi mà ép họ ở lại, tôi sẽ phải có cách để giữ họ không bỏ đi. Đời tôi tàn. Hồi thánh lên được 300 người thì đầu tôi không chỉ không có tóc mà mất đầu luôn rồi. Tôi không dài như vậy. Chúa là đứng dẫn dắt chúng ta. Và chúng ta nghe lời của Chúa và nói rằng: Chúa ơi, hội thánh này của Ngài. Và những người nào mà Ngài lựa chọn cho sự kêu gọi của Ngài cho hội thánh này, như Ngài đã lựa chọn con, thì họ sẽ cùng với chúng con làm công việc tiếp tục. Họ sẽ tình nguyện, tự do. Và chúng ta phải hứa với nhau rằng, và trước mặt Chúa, giữ cho đến con cháu và bốn đời tiếp theo khi Chúa chưa quay trở lại, giữ sự tự do
trong hội thánh này không một người nào được quyền xâm phạm trong tâm trí của mình nữa. Và khi đó bắt đầu cái ơn nó mới phát triển được. Ơn của chăm sóc, ơn của đi thăm viếng, ơn truyền giảng, ơn cầu thay sẽ được phát triển nở như ngô ở trong hội thánh này. Còn khi mà đưa sự kiểm soát tới, nó làm giống như một con người máy, nó làm giống như một con rối. Tôi buồn lắm anh chị em. Nếu thằng con trai của tôi năm 22 tuổi đến nhà bạn gái nó chơi, bạn gái nó bảo anh ăn kẹo đi, nó bảo không, bảo tại sao lại không ăn, bố bảo không ăn. Thì tôi xấu hổ lắm, con ơi, bố bảo không ăn kẹo sau khi đánh răng, trước khi đi ngủ không ăn kẹo, tại sao mày không hỏi? Mà mày cứ thấy rằng không ăn kẹo là bố dạy không ăn kẹo. Mọi người hiểu không? Thành ra bạn được quyền hỏi tại sao. Bạn được quyền hỏi tôi tại sao một sư giảng như vậy, để cho bạn biết được bản chất của sự việc hơn là chỉ mánh móc vâng lời làm theo. Amen. Hãy nắm tay nhau lại cầu nguyện. Chúa ơi, lời Chúa sẽ không được giao truyền và không được nhận lãnh 100% như nó có nếu như bầu không khí thuộc linh tại đây có sự kiểm soát và sợ hãi. Con cầu xin Chúa Thánh Linh yêu dấu ơi, hãy giúp mỗi chúng con giữ được sự tự do trong bầu không khí thuộc linh này, không một kẻ nào được quyền xâm phạm vào nó. Hãy giúp cho chính mình con và anh em con tại đây không lạm dụng quyền lực, không lạm dụng uy quyền thuộc linh, không lạm dụng tôn giáo. Không một người nào được quyền hất Đức Chúa Trời ra khỏi vị trí của Ngài. Không được một người nào được quyền tranh sự vinh hiển của Ngài, tranh uy quyền tuyệt đối. Kẻ đó chính là Antichrist. Không một người nào tại trong hội thánh này đặt lời Chúa sang một bên thêm bớt vào. Và không một người nào trong hội thánh này được quyền trả sát trên lương tâm của người khác. Chúa ơi, hãy giúp mỗi chúng con, dù phải thiệt hại cho bản thân mình đến đâu đi chăng nữa, Chúa còn nhất quyết không xâm phạm vào ba điều quan trọng này. Và Chúa đã đấng ban phước, Chúa thử thách lòng chúng con, không bởi cớ sự thiệt hại của bản thân mà xâm phạm vào lời của Ngài và vi phạm vào luật cấm đó. Ban phước cho mỗi người hội thánh này, mỗi một người cha, người mẹ trên con của mình, mỗi một người chồng, một người vợ trên nhau, mỗi một người nhân sự trưởng nhóm tế bào, người trưởng lão, người trưởng các ban ngành, mỗi một người tin Chúa trước những người khác, họ không lợi dụng uy quyền thuộc linh để lừa đảo và hướng dẫn sai lệch lời của Chúa. Hãy giúp cho mỗi chúng con có trưởng thánh kinh, có khóa huấn luyện cho hết thảy con cái Chúa được nhận lãnh lời của Ngài. Lời của Chúa là sư tử của chi phái Giuđa chồi David, cần phải được sòng chuộng. Và khi sư tử sòng chuộng thì lời của Chúa sẽ chứng minh nó có uy quyền như thế nào. Ngài sẽ nhắc nhiều kẻ tại đây được giàu có, được thành công, được thịnh vượng, hạnh phúc trong hôn nhân, sự bình an, niềm vui trong đời sống cá nhân. Con cái biết vâng lời, đi theo đường lối kính sợ Ngài. Khi lời của Chúa, chúng con suy ngẫm ngày và đêm và làm theo. Nguyện ơn lành của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha và sự thông công với Đức Thánh Linh hàng ở với mỗi chúng con từ nay cho đến đời đời. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.